Quý vị và các bác cùng em thân mến, như quý vị và các bác cùng anh em đã biết, Bühler, một trong thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. Trong lĩnh vực âm thanh thì Bühler có rất nhiều các sản phẩm khác nhau, và cái củ loa của Bühler thì Quang Minh đã khai thác rất nhiều anh em nè, củ loa bass, củ loa mid và củ loa chép đa dạng về mẫu mã. Clip này là Quang Minh lại lên cho quý vị và các bác cùng em top 4 cái mẫu loa chung độ chế thay thế hoặc giống loa hoặc làm loa trợ lời chất lượng tốt nhất hiện nay, tuyển chọn rất là kỹ để chia sẻ đến quý vị và các bác cùng em. Đấy, top 4 trong đó thì sẽ có hai con chung 10, hai con mẫu chung 10 kín và chung 10 hở, và con chung 12 và chung 16 nữa. Loa chung loa mid ấy cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong cái hệ thống âm thanh của anh em. Và chất âm của cái bộ dàn âm thanh, những cái lời ca tiếng hát ấy có hay hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào những loa chung đó. Và cái mẫu loa chung đầu tiên giới thiệu cho anh em và cũng là một mẫu duy nhất là dòng chung kín, chung 10, mid 10 với thông số Bühler, model là P8810 này. Con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 decibel và công suất tối đa cho một chiếc này là 80W anh em nhá. 4 lỗ để cố định vào thùng loa. Đấy, gân thì gân cao su, màng thì được vật liệu đặc biệt đấy, chuyên dụng cho những lồng loa chung, loa mid của Bühler. Tiếng rất là hay, anh em có thể thay thế hoặc độ chế vào rất rất nhiều dòng loa khác nhau. Với đường kính toàn vành này là 11,5, củ từ là 8 phân, hai cầu đấu dây loa đã được đánh dấu âm dương. Thay thế ra thì anh em chỉ cần tháo con loa cũ ra, lắp con này vào là sử dụng, hoặc là độ chế giống loa loa trợ lời mid 10, trung kín trung 10, Bühler P8810. Và người anh em của con trung 10, trung kín thì sẽ có một con trung hở được bọc khử từ, và cái công nghệ bọc khử từ chỉ có một số dòng của loa của Bühler có trung 10 hoặc là trung 12, hoặc là một con loa tép đom bằng lụa sử dụng cái công nghệ bọc khử từ của Bühler. Bühler với model HT P8801, con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 decibel và công suất tối đa cho một chiếc này là 120W. Đó, công suất lớn rồi anh em nhé, tối đa nó xuống 120W. Đó, củ từ được bọc khử từ, bên này thì sẽ có hai cầu đấu âm dương gân cao su, màng thì đặc biệt hơn, có 4 lỗ bật ốc ở 4 góc và đường kính toàn vành cũng là 11,5 phân. Trung hở trung 10 của Bühler thay thế độ chế được rất nhiều dòng loa khác nhau. Và kế tiếp là một con trung 12. Trung 12 như chia sẻ với anh em ấy là con này cũng được bọc khử từ với Bühler, model là 6608, con này trở kháng cũng là 8 ohm, độ nhạy là 90 decibel và công suất tối đa 100W một chiếc, rất là chắc anh em ạ, cực kỳ chắc chắn. Hai cầu loa đã được đánh dấu âm dương, trung hở bọc khử từ, đường kính toàn vành là 14,5 với 4 lỗ để cố định vào thùng loa, gân cao su, màng thì chuyên dụng thay thế độ chế hoặc giống loa. Đây là con trung 12 mid 12 bọc khử từ P6608, đường kính vành là 14,5. Và cuối cùng là con trung 16, con mid 16 của Bühler, loa trợ lời rất là hay, con mid 16 Bühler với model là P8816 này. Con này trở kháng là 8 ohm, độ nhạy 90 decibel và công suất tối đa là 100W, hai cầu đấu dây loa đánh dấu âm dương, đường kính toàn vành là 16,5. Đấy, 4 lỗ để cố định trong thùng. Con này anh nhờ rất nhiều anh em đã sử dụng con trung 16 ấy để làm loa trợ lời nhé. Tiếng rất là hay, tiếng cực kỳ hay, từ là 100. Và trên đây thì Quang Minh giới thiệu đến quý vị và các bác của anh em 4 cái mẫu loa chung, loa mid để anh em có thể về độ chế thay thế hoặc là giống loa. Hai con loa chung 10, một con loa chung 12 và một loa chung 16, và một cặp loa chung 10 chung kín P8810 với đường kính 11,5 này là 550.000 một cặp. Và còn chung hở chung 10 HT P8801 chung hở bọc khử từ này, đường kính vành cũng 11,5 cm này, cũng 680.000 một cặp. Và một cặp chung 12 bọc khử từ đường kính vành 14,5 cũng chỉ có 850.000 một cặp. Và cuối cùng là con trung 16, con trung đoạn 16, con đường kính vành 16,5 này là 950.000 một cặp. Đó, quý vị và các bác của anh em mà cần trung 10, trung 12 hay trung 16 hoặc trung kín hoặc trung hở thì anh em cũng có thể liên hệ với Quang Minh 0944 73 73 21. Anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp cửa hàng ở Giáp Bát hoặc ở Đống Đa. Và xin cảm ơn tất cả quý vị và các bác của anh em đã theo dõi video. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để nhận được những video mới nhất nhé. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn, các bác cùng em trong những video clip kế tiếp nhé.